test đề số 8. Câu 1, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ do Đức xâm chiếm nước nào? Thứ nhất là Pháp, thứ hai là Nga, thứ ba là Ba Lan và thứ tư là Áo. Thì đáp án đúng ở đây đáp án thứ ba Poland tức Ba Lan. À, ngày mùng 1 tháng 9 năm 1939 Đức Quốc xã tấn công Ba Lan. À, nhân sự kiện Đức tấn công Ba Lan này sẽ là điểm khởi phát cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai, lôi kéo Pháp và các nước đồng minh của Ba Lan như Anh Úc và New Zealand tuyên chiến với Đức và sau đó là Nam Phi, Canada và nhiều nước khác. Đây chính là khởi nguồn của sự bùng nổ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Câu 2. Loài hoa nào là biểu tượng của Scotland? Thứ nhất là cỏ ba lá, thứ hai là hoa hồng, thứ ba là hoa thủy tiên và thứ tư là cây kế. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, cây kế là biểu tượng của Scotland. Câu 3, bạn chỉ có thể khiếu nại cảnh sát bằng một cách duy nhất đó là viết cho cảnh sát trưởng của lực lượng cảnh sát có liên quan, đúng hay sai? Thì đáp án ở đây là false, sai. Bất cứ ai cũng có thể khiếu nại về cảnh sát bằng cách đến đồn cảnh sát và viết thư cho cảnh sát trưởng của lực lượng cảnh sát có liên quan, hoặc có thể viết khiếu nại gửi đến một số cơ quan độc lập như Ủy ban khiếu nại cảnh sát độc lập ở Anh và xứ Wales, Ủy viên khiếu nại cảnh sát ở Scotland hoặc thanh tra viên cảnh sát ở Bắc Ireland. Câu 4, điều nào sau đây là trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ? Thứ nhất là kinh tế, thứ hai là tội phạm, thứ ba là giáo dục và thứ tư là quốc phòng. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai. À tội phạm thì uh, Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về tội phạm chính sách và nhập cư. Câu 5, Sen David đây được tổ chức vào ngày nào? Ngày mùng 1 tháng 3, ngày 17 tháng 3, ngày 23 tháng 4 hay ngày 17 tháng 4? Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Uh, the first of March tức ngày mùng 1 tháng 3 thì Saint David Day ngày của thánh bảo trợ xứ Wales well, được tổ chức vào ngày mùng 1 tháng 3 hàng năm Câu 6, chuyện gì đã xảy ra với Mary, nữ hoàng xứ Scotland sau khi bà ở tù 20 năm? Thứ nhất là bà đã trở thành nữ hoàng Anh, thứ hai là bà được gửi đến Pháp, thứ ba là bà trốn thoát đến Đan Mạch và thứ tư là bà đã bị xử tử. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Sau gần 20 năm ở trong tù, Mary bị buộc tội phản quốc và bị tử hình. Câu 7 những câu nào dưới đây có trong lời bài hát quốc ca, chọn hai đáp án. Thứ nhất là We shall never surrender, thứ hai là God save our gracious queen, thứ ba là send her victorious và thứ tư là the darling but submit me. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai và thứ ba. Các bạn có thể lên YouTube đánh là uh, God save the Queen sẽ ra lời bài hát quốc ca và có thể nghe thử. Thì nói qua một chút về bài này thì vì là nữ hoàng cho nên là tên bài hát là God save the Queen. Nếu là nhà vua thì bài hát sẽ đổi tên thành là God save the King. Câu 8, Ở à, Bắc Ireland và Scotland có tiền giấy riêng có giá trị ở mọi nơi tại Vương quốc Anh, đúng hay sai? Thì đáp án ở đây là true, đúng. Câu 9. Có bao nhiêu công viên quốc gia ở Anh, xứ Wales và Scotland? 2 năm, 10 năm, 18 hay 42? Thì đáp án đúng ở đây đáp án thứ hai. Có 10 năm công viên quốc gia ở Anh, Wales và Scotland. Câu 10. Northern Ireland có phải là một phần của Great Britain không? Thì đáp án ở đây là no, không. Cụm từ Great Britain chỉ đề cập đến ba nước England, Scotland and Wales. Câu 11, nếu bạn là chủ nhân của một chú chó, bạn nên có hai thứ gì ở vòng cổ của chúng khi dắt chúng đi dạo? Thứ nhất là địa chỉ của chủ sở hữu, thứ hai là tên của chủ sở hữu. Thứ ba là giống chó và thứ tư là tên của chú chó. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất và thứ hai. Tất cả những con chó ở nơi công cộng đều phải được đeo vòng cổ hiển thị tên và địa chỉ của chủ sở hữu. Câu 12, ngày nào liên quan đến cái chết của Chúa Giêsu? Thứ nhất là Good Friday, thứ hai là Easter Sunday, thứ ba là Easter Monday và thứ tư là Ash Wednesday. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, Good Friday. Câu 13, ai là người sẽ thừa kế ngay vàng nước Anh? Thứ nhất là hoàng tử xứ Wales, thứ hai là hoàng tử xứ Cambridge, thứ ba là hoàng tử Edinburgh và thứ tư là Công tước xứ York Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất Thái tử Charles tức hoàng tử xứ Wales Được nhận định sẽ là người thừa kế ngay vàng nước Anh Câu 14. Những mục đích nào đã đạt được với cuốn Carta Magna? Thứ nhất, nó hạn chế sức mạnh của nhà vua. Thứ hai, nó làm tăng sức mạnh của nhà vua. Thứ ba, nó hạn chế quyền của nông dân. Và thứ tư, nó làm tăng sức mạnh của phụ nữ thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Uh, Magna Carta tức cuốn Đại Hiến Chương đã thiết lập ý tưởng rằng ngay cả nhà vua cũng phải tuân theo luật pháp. Nó bảo vệ quyền của giới quý tộc và hạn chế quyền lực của nhà vua trong vấn đề thu thuế hoặc thiết lập và thay đổi luật pháp. trong tương lai nhà vua sẽ cần tham khảo ý kiến các nhà quý tộc của mình để đưa ra các quyết định. câu 10 năm cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ hay còn gọi là FGM hoặc đưa một cô gái ra nước ngoài để Cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ là bất hợp pháp ở Anh và đó là một tội hình sự, đúng hay sai? Thì đáp án ở đây là true, đúng. Thì theo tổ chức y tế thế giới, cắt xẻo bộ phận sinh dục ngoài của phụ nữ hay còn gọi là FGM có liên quan tới những thủ tục cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ bộ phận sinh dục ngoài ở nữ giới, hoặc những vết thương ở các cơ quan sinh dục ngoài nữ vì các lý do không liên quan đến y học. FGM được thực hiện vì đó là những lý do mang tính truyền thống ở một số cộng đồng. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế đã công nhận FGM là một hành vi vi phạm nhân quyền ở

Năm 1918, phụ nữ trên 30 tuổi được trao quyền bầu cử và quyền ứng cử vào quốc hội như là một phần tôn vinh và công nhận những đóng góp nỗ lực của họ trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Câu 17. Hai địa danh nào sau đây là lãnh thổ hải ngoại của Anh? Thứ nhất là St. Helena, thứ hai là Solomon, Iceland, thứ ba là Mauritius và thứ tư là The Falkland Iceland. thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất và thứ tư có một số lãnh thổ hải ngoại của anh như Saint Helena và quần đảo Falkland chúng có liên kết chặt chẽ với Vương quốc Anh nhưng không phải là một phần của Vương quốc Anh Câu 18. Đội quân nào đã bị Anh đánh bại vào năm 1588? Thứ nhất là The Normans, thứ hai là The Romans, thứ ba là The Spanish Amanda, và thứ tư là The Saxons Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba Vào ngày 29 tháng 7 năm 1588 Hạm đội bất khả chiến bại Invincible Armada của Tây Ban Nha Đã bị đánh bại bởi một đơn vị hải quân Anh Dưới sự chỉ huy của huân tước Charles Howard và Sir Francis Drake Câu 19, ai đã thiết kế đài tưởng niệm Cenotaph? Thứ nhất là Sir Norman Foster, thứ hai là Lance Not Capability Brown, thứ ba là Sir Edwin Lutzen và thứ tư là Isambard Kingdom Brunel. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, Sir Edwin uh, chịu trách nhiệm thiết kế nhiều đài tưởng niệm chiến tranh trên khắp thế giới, bao gồm cả Cenotaph ở Whitehall, London. Câu 20, bầu cử các thành viên quốc hội ở xứ Wales diễn ra bao lâu một lần? Thứ nhất là 5 năm một lần, thứ hai là 2 năm một lần, thứ ba là 4 năm một lần và thứ tư là 3 năm một lần. Thì đoàn đúng ở đây là đoàn thứ ba, 4 năm một lần. Quốc hội có 60 thành viên và cuộc bầu cử được tổ chức 4 năm một lần tại xứ Wales. Câu 21, trong thập niên nào nhóm nhạc The Beatles trở nên nổi tiếng và luật xã hội hóa, được tự do hóa? Thứ nhất là những năm 1960, thứ hai là những năm 1970, thứ ba là những năm 1980 và thứ tư là những năm 1950 thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Những năm của thập niên 1960 là thời kỳ thay đổi xã hội, có sự phát triển trong thời trang điện ảnh âm nhạc. Hai nhóm nhạc pop nổi tiếng bấy giờ là The Beatles và The Rolling Stone. Đó cũng là thời điểm luật pháp xã hội được tự do hóa. Vị trí của phụ nữ tại nơi làm việc cũng được cải thiện đáng kể trong thời kỳ này. Câu 22, giải thưởng The Man Booker được trao ở hạng mục nào sau đây? Thứ nhất là phim, thứ hai là thể thao, thứ ba là văn học và thứ tư là âm nhạc. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, âm nhạc. Giải thưởng The Man Booker dành cho tiểu thuyết được trao hàng năm cho tiểu thuyết viễn tưởng hoặc văn học hay nhất được viết bởi một tác giả từ khối thịnh vượng chung. Ireland hoặc Zimbabwe? Câu 23, cuộc bầu cử nào diễn ra khi một nghị sĩ qua đời hoặc từ chức? Ờ, thứ nhất là coalition, thứ hai là pre-selection, thứ ba là random selection và thứ tư là by-election. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Nếu một nghị sĩ chết hoặc từ chức thì sẽ có một cuộc bầu cử mới diễn ra được gọi là by-election tức cuộc bầu cử bổ sung. Câu 24, giải thưởng Turner là gì? Thứ nhất là một giải thưởng văn học, thứ hai là một giải thưởng âm nhạc, thứ ba là một giải thưởng nghệ thuật đương đại và thứ tư là một giải thưởng nhà hát. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Giải thưởng Turner được thành lập vào năm 1984 và tôn vinh nghệ thuật đương đại. Giải thưởng Turner được công nhận là một trong những giải thưởng nghệ thuật thị giác uy tín nhất ở châu Âu.